ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về Ngô Thị Dương Kỳ. Hôm nay mình quyết định dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đến cương, môn địa và làm bài tập tiếng Anh. Thì của mình cũng sắp thi Dương Kỳ rồi nữa. Tuần sau thứ năm là bắt đầu lên thớt. Còn hôm nay là thứ ba. Thì mình cảm thấy là hình như là mình thi sớm hơn ở cấp 2 thì phải. Cấp 2 giữa tháng mình thi lận cơ, không biết có phải không. Nhưng mà mình chưa có học gì hết nên mình thấy rất sợ hãi. Mình có một cái lịch học thêm ở trường ấy. Nói chung là đến đó không có wifi đâu. Mình sẽ phải đem theo đề cương địa lên để hoàn thành nốt cho xong luôn rồi. Tiêu thụ. Sắp tới thứ năm tuần sau mình sẽ thi tận. Nói chung là ở trường mình thi tận 6 môn chung. Không biết là mình có pass không. Không pass thì phải làm sao. Mình đã về nhà rồi đây, cùng với một cái đề cương vật lý. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ôn địa lý, bởi vì là mình rất sợ địa lý, mình không biết gì về địa lý cả. Còn về lịch sử thì mình nghĩ là mình cũng sẽ ok lắm một chút. Vật lý thì mình sẽ thi ở lớp cho nên là mình cũng không lo lắng lắm. Mình chỉ cần hoàn thành tốt đề cương là xong. Và có những cái bài lý thuyết thì cô sẽ ra y chang trong này, chỉ cần là mình nhớ đáp án là được. Còn những cái bài bắt tính toán ấy, thì mình sẽ phải nhớ công thức, bởi vì sẽ thay số, chứ mình sẽ áp dụng công thức. Okay, let's go.
Tao thì kiếm quảng cáo trên TikTok. Cái phần ôn tập bằng làm quiz như này á thì nó cũng khá là